khởi tố nghi phạm tấn công hai chiến sĩ công an ở Hải Dương. Cơ quan cảnh sát điều tra công an Hải Dương khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Quốc Việt, sinh năm 1996, trú tại phường Phà Lại, thành phố Chí Linh, Hải Dương về tội chống người thi hành công vụ. Trước đó, khoảng 13 giờ 45 phút ngày 28 tháng 4, công an phường Phà Lại nhận được tin báo của người dân về việc Việt cầm theo hung khí đến nhà một hộ dân trú trên địa bàn phường, dọa đánh, chém nhằm giải quyết mâu thuẫn cá nhân. Khi có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng đã yêu cầu Việt giao nộp hai con dao nhọn là phương tiện gây án, đồng thời về trụ sở công an phường làm việc. Tuy nhiên, Việt không chấp hành và còn có những hành động, lời nói xúc phạm danh dự tổ công tác. Tiếp đó, nghi phạm lao vào tấn công hai cán bộ của công an phường đang làm nhiệm vụ. Trước thái độ côn đồ, hung hãn của nghi phạm, các cán bộ công an phường Phà Lại đã phối hợp khống chế, đưa nghi phạm về trụ sở. Căn cứ vào hành vi phạm tội của nghi phạm, ngày 1 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Quốc Việt về tội chống người thi hành công vụ. Xuân Mai, Công an Nhân dân.